Kính thưa quý vị, tiếp tục cái luật mới về DMV. Chúng tôi xin tóm tắt để cho quý vị nghe một lần nữa cho nó kỹ. Nếu mà lái xe không có bằng lái xe $250, bị cảnh sát chặn lại mà không có bằng lái xe. Nếu lái xe mà khi thay đổi địa chỉ mà không báo cáo trong 6 ngày, trong vòng 6 ngày, đợi đến ngày thứ 7, thứ 10 mới báo cáo, quý vị sẽ bị phạt $230. Nếu quý vị lái xe mà bị tai nạn không có bảo hiểm, bởi vì thường thường cảnh sát không có hỏi đến bảo hiểm của quý vị nếu không có tai nạn. Ngay cả vấn đề quý vị bị ticket, họ cũng chỉ hỏi đến vấn đề bằng lái xe. Chỉ khi nào mà ẩu lắm hoặc là tại cảnh sát cái nó có vẻ nó kỳ thị, nó ghét, nó mới hỏi vấn đề bảo hiểm. Còn trong lúc tai nạn bắt buộc phải bảo hiểm, mình phải trao đổi bảo hiểm của mình đối với đối phương và đồng thời mình cũng lấy bảo hiểm của đối phương. Còn nếu cảnh sát tới, họ sẽ hỏi hai điều: driver license, tức là bằng lái xe, and insurance, và vấn đề bảo hiểm. Mà nếu lái xe mà gây tai nạn hoặc là bị tai nạn mà không có bằng bảo hiểm, bị phạt $5,000 và bằng lái xe bị treo giò 5 năm trời. Quý vị nhớ câu đó. Rồi lái xe vượt đèn đỏ $900. Lái xe vòng phải vòng trái mà không hợp pháp $399, $350. Lái xe mà quá tốc độ, quá 15 mai thì phạt $250, quá 25 mai thì phạt $450. Lái xe chậm quá bị phạt $399. Lái xe đến stop sign mà không ngừng hẳn, thắng cái rồi đi, sẽ bị phạt $270. Lái xe vượt qua xe bus chở học trò trong lúc họ đang ngừng mà lại có cái bảng stop sign rồi lại thêm cái đèn chớp chớp mà quý vị cứ vượt mặt, quý vị sẽ bị phạt $885. Quý vị lái xe mà dùng telephone lần đầu tiên bị phạt $1,000 và bằng lái xe bị treo giò 3 năm. Quý vị đậu xe ở cái chỗ dành cho xe bus, quý vị dọc đường nó có những cái chỗ xi măng riêng và nó để hình của xe bus, chạm xe bus, số mấy. Mà quý vị đậu ở trong đó mà cảnh sát thấy, quý vị sẽ bị phạt gọi là $900. Parking in bus zone, $900. Đi trời tối mà quý vị không bật đèn, cảnh sát bắt phạt $200. Cái cửa sổ xe của quý vị mà dán cái giấy bóng mờ, thường thường là giấy bóng kính màu đen để cho nó đỡ nắng, mà nó đen quá thì sẽ bị phạt gọi là the tint too dark window, $199. Tốt hơn đừng có làm cho nó kín. Làm kín có hai cái nguy hiểm: lái xe mình trời buổi tối không nhìn thấy bên ngoài dễ tai nạn, thứ hai cảnh sát tới mà thấy quá tối nó nhìn vào không thấy được, phạt coi như vất đi $200. Rồi $199. Quý vị lái xe mà không seat belt, không có đeo cái dây nịt, người lớn $505. Trẻ con ngồi trên xe mà quý vị không seat belt cho cháu, quý vị sẽ bị phạt $599. Nói tóm lại, trong năm 2019 này, tiểu bang Cali đang cần tiền, cho nên họ gia tăng cái tiền phạt rất mạnh, rất cao, đôi khi gấp 3, gấp 4 lần. Nhất là cái vấn đề lái xe mà tai nạn không có bảo hiểm, nó quất đến $5,000, rồi bằng lái xe nó bị treo giò 5 năm trời. Đau lắm. Rồi chúng tôi lại có một bản tin nữa, đó là bản tin của bác sĩ Đinh Hạnh mới gửi cho, là tỏi mà lâu nay mình ăn là tỏi nước, tỏi tươi rồi tỏi ngâm giấm, nhưng bây giờ gọi là tỏi nướng. Thì theo cái tài liệu của bác sĩ Đinh Hạnh gửi cho biết, cái tỏi nướng nó là một loại thần dược. Với điều kiện mỗi một ngày quý vị ăn 6 cái tép tỏi nướng, chứ không phải là củ đâu, một củ có vào khoảng độ 5-6 cái tép. Thế thì mình chỉ ăn vào khoảng 6 cái tép mỗi một ngày và ăn trong vòng 30 ngày liên tục, thì quý vị sẽ thấy nhiều cái lạ lùng.
Đặc biệt cái tỏi nướng này nó có cái công dụng là chữa được cả cao máu này, chữa được cả cao mỡ này, chữa được cả các cái bệnh có thể liên quan đến cả ung thư. Cho nên quý vị gắng thử một tháng đi, có bao nhiêu đâu. Và nếu mà theo lời của bác sĩ Đinh Hạnh và tài liệu y khoa cho thấy rằng tỏi nướng là một loại thần dược mà rất là dùng, rất là dễ dàng. Cách dùng theo bác sĩ Hạnh cho biết là có hai loại. Một là quý vị lấy cái chảo đổ vài muỗng dầu ô liu vào trong chảo, rồi quý vị móc tỏi thả vào đấy xấu tép tỏi để nguyên cho nó vàng một bên, xong rồi quý vị lật lại bên thứ hai. Khi mà cả hai bên đã vàng hết rồi, quý vị lấy ra để cho nguội rồi ăn. Mỗi một ngày ăn 6 tép tỏi, ăn trong vòng 30 ngày thì bệnh tình quý vị rất ngạc nhiên. Ước mong quý vị dùng thử rồi gọi điện thoại cho Dương Đại Hải nhé. Nhất là những người lớn tuổi như Dương Đại Hải, chúng ta cần nhiều bệnh lắm. Và cách dùng thứ nhất là mình lấy chảo cho dầu ô liu vào và đem đi xào tỏi lên cho nó vàng cả hai bên là mình dùng được. Nếu không dùng cái loại đó thì quý vị có cách làm thứ hai. Cái làm thứ hai là cái gì? Là quý vị bật cái oven, cái bếp lên, cái lò nấu lên 205 độ C để cho nó nóng. Xong rồi quý vị lấy vỏ ra, bóc cái lớp vỏ dày và khô ở bên ngoài của cái tép tỏi, tức là chỉ còn cái ruột thôi. Rồi quý vị lấy dao cắt rạch ra một đường ở củ tỏi vào khoảng 1,5 đến 2 phân. Rồi quý vị cho dầu ô liu vào ở trong tỏi. Rồi quý vị bọc vào giấy bạc, bọc những cái củ tỏi mà đã có dầu ô liu vào đó trong giấy bạc, cho vào trong cái lò nấu. Trong thời gian từ 30 đến 35 phút, khi đó tỏi đã mềm rồi, lấy ra và dùng. Và quý vị ăn mỗi ngày 6 tép và ăn trong vòng 30 ngày liên tục. Rồi quý vị check lại vấn đề cao mỡ, cao máu, rồi quý vị sẽ thấy kết quả rất đáng ngạc nhiên. Cầu chúc quý vị may mắn và thành công. Rồi một bản tin nữa là liên quan đến ca tụng ông Donald Trump. Ông mục sư nổi tiếng của Mỹ là quý vị biết là ông Billy Graham, và bây giờ người mục sư nối tiếp sự nghiệp của cha là ông Frank Graham, đứng đầu cái Hội Thánh Tin Lành về Cơ Đốc của Hoa Kỳ với hàng chục triệu tín đồ. Ông ta ca tụng Tổng thống Donald Trump là một quán quân, là một champion trong vấn đề xưng tụng đức tin với Thiên Chúa. Bởi vì trong cái bài diễn văn thì chúng tôi nói ngày hôm qua, quý vị thấy rằng Tổng thống Donald Trump đã đọc một bài nghị diễn văn ngắn gọn trong cái buổi lễ gọi là Annual Breakfast for Prayer Association, là một cái bữa ăn đầu hàng năm điểm tâm để cầu nguyện. Ở trong đó chắc quý vị cũng nghe và chúng tôi muốn nhắc lại, nó có từ hồi nào. Đây là một truyền thống tốt đẹp của Hoa Kỳ. Không có nước nào trên thế gian này có, chỉ có Hoa Kỳ. Tại sao vậy? Là vì Hoa Kỳ thứ nhất, căn bản là tin vào Thiên Chúa. Nước Mỹ thành công nhanh là nhờ họ có đức tin. Chứ thật ra giỏi thì nhiều người giỏi lắm. Do Thái cũng giỏi, Anh, Pháp, rồi Đức giỏi hết chứ, Nga giỏi chứ. Thế nhưng mà tại sao không có nước nào bằng nước Hoa Kỳ? Cái nước mà tốt nhất đối với Mỹ là nước Anh, mà nước Anh cũng không ăn thua gì cả. Quý vị thấy giờ này cũng lẹt đẹt. Nước Anh mà không có nước Mỹ thì cũng tiêu lâu rồi. Lý do là vì nước Anh là một cái vương quốc, nó đông đảo và nó rất nhiều người, đất đai. Nhưng mà mỗi lần khó khăn thì lại phải nhờ đến Đông Mỹ tới cứu bổ. Thế thì cái phong tục cầu nguyện này có từ hồi nào?
Thưa với quý vị, nó có từ thời năm 1952, giữa thời Tổng thống Eisenhower. Tổng thống Eisenhower là một vị Tổng thống xuất thân, là một võ, một quan võ nổi tiếng của Mỹ. Ông là một ông tướng 5 sao. Thường thường chúng ta nói đại tướng Mỹ 4 sao là nhiều rồi. Chỉ có một vài ông được lên 5 sao mà mình gọi là thống tướng. Ở Việt Nam Cộng Hòa chúng ta có ông thống tướng Lê Văn Tị, ông ấy 5 sao. Còn những ông kia là 4 sao, đại tướng Nguyễn Khánh với liếc là toàn 4 sao thôi. Trần Thiện Kiêm với ông chỉ có 4 sao. Nhưng mà cái ông tướng 5 sao này là ông Eisenhower, gọi là thống tướng Eisenhower, giống như MacArthur của Mỹ. Tổng tư lệnh quân đội tối cao của đồng minh trong đệ nhị thế chiến để tiêu diệt Đức. Hồi đó có một ông tướng giỏi của nước Đức gọi là ông tướng Rommel. Rommel là một người, người ta có cái mệnh danh là con trồn ở sa mạc. Đánh giặc như điên, đồng minh thua. Nhưng mà đến gặp Eisenhower bắt đầu dẹp. Thế thì ông Eisenhower này, ông gặp nhiều cái khó khăn mà nhờ lời cầu nguyện mà ông ấy thoát qua hết. Cho nên từ đó ông ấy lập ra mỗi năm có một cái hội cầu nguyện. Thế thì năm nay lần thứ 67 của cái luật hội cầu nguyện này, Tổng thống Donald Trump đọc diễn văn, trong đó ông nói một câu hay lắm. Hoa Kỳ là một quốc gia tin tưởng vào sự phục sinh. The American is the society that believes in the redemption. Tức là tin vào sự Chúa sống lại. Chúa chết đi, Chúa ba ngày sau, Chúa sống lại, gọi là phục sinh. Hoa Kỳ là một quốc gia tin vào sự phục sinh của đấng cứu thế. Luôn luôn phải chiến đấu, tranh đấu để bảo vệ đức tin của con người. Cho nên cái vấn đề tôn giáo là quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ. Ngày nào Hoa Kỳ mà được Đảng Dân Chủ, mình lãnh đạo mà Đảng Dân Chủ là quý vị biết nó theo đường lối xã hội chủ nghĩa, nó vô thần, thì nước Mỹ sẽ tan tành như mây khói. Đấy, bằng chứng kỳ vừa rồi, nếu mà Hillary mà thắng cử thì giờ này chúng ta không còn nước Mỹ. Tàu bây giờ đầy đường, giống như loại cà trớn cà chua chạy đầy đường. Và nhờ thế cho nên họ ca tụng Donald Trump là một quán quân trong vấn đề tôn vinh Thiên Chúa và vấn đề đức tin. Kính chúc quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu. Và xin ơn trên phù hộ chúng ta.